Vâng, gửi xin mến chào toàn thể các bác nhá. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em Huy Minh xin phép review chi tiết, vì hôm trước em quay buổi tối thì hôm nay review chi tiết đến toàn thể anh em. Là lô súp DK bát 50 và súp DK bát 40. Đây hai phiên bản cho chất âm cực kỳ hay. Mời là dòng súp cực kỳ hiếm, về lần nào hết lần đấy phục vụ anh em. Thì đây em review chi tiết thì hôm qua cái lô súp mà cái sử dụng cái bát nó sử dụng là 4 gông ấy, này em bán hết sạch rồi nhá. Có 5 quả hôm qua hết sạch rồi, hôm nay thì cái lượng súp của bát 50 cái dòng gông RCF này nó nhiều hơn. Thì em quay cho anh em để số lượng em đang mới vệ sinh được chỗ này. Khi vệ sinh lên mang nhìn đẹp nó đạt khoảng 90%. Đạt, đấy, em chỉ khiêm tốn, nó khiêm tốn là 90%, đẹp lắm các bạn. Đây, hàng đây em vẫn xếp súp đây. Anh em đang vệ sinh đâu nhá. Súp kia, đấy. Đấy, cho anh vẫn còn khoảng hơn chục quả nữa phục vụ anh em. Thì tiện đây báo cáo bác biết thì đây ban ngày thì em quay đủ độ sáng cũng như quay chi tiết đến nội thất cũng như review đến toàn thể anh em. Như biết thì một quả súp bát 50 này có thể chơi được ở những không gian từ 30, 35, 40, 45 mét vuông với không gian gia đình các bác nhé. Còn bát 40 thì các bác có thể chơi được không gian từ 30, 35, 40 mét vuông cũng không gian gia đình các bác nhé. Độ phủ rất là rộng luôn. Còn sử dụng từ 220 co 100 bát 40. Sử dụng củ bát sản xuất tại Anh Quốc, made in England, DK15. Đấy, đây, mô đèn nó đây. Như vậy thì cái dòng này nó sử dụng đánh là đánh mặt, nhưng nó mặt nó đánh phía sau các nhá. Nó sử dụng là hai ây căng. Đúng rồi, lật cho anh phát ra. Lật lên, đặt dựng lên, đặt nằm xuống ấy. Đấy, một căng này, căng đang để bát này, để căng phía trước này. Đi chưa? Đấy, căng phía trước này. Trước này là căng chờ, căng trống. Sau đấy căng nhé, căng sau nó để phần để bát để đánh phần sau. Thì đối với súp này cho chất âm rất là hay. Nó đến DK là một thương hiệu quá nổi tiếng, nó sánh ngang với những đàn anh của nó như JBL hay là Koda hay là những dòng như B3 đấy. Chất âm các bác chơi những dòng này thì các bác biết đến tay các bác thì những đời dòng súp này nó đã dùng được khoảng 4 đến 5 năm rồi, nhưng đến tay các bác nó còn tình trạng rất là đẹp. Và cái điều quan trọng là những quả súp xịn ý là đánh nó không bao giờ bị xuống tiếng. Có nghĩa nó khác với những quả súp giống, những quả súp OOM, những quả súp đặt tên thị trường. Là đâu có đánh được năm đầu đến năm thứ hai thôi là tiếng nó xuống rồi. Thì vụ như quả súp này bác mua nhà em bằng bãi, bác sử dụng 2-3 năm nữa, bác gửi cho em bán, nó chỉ hao đi một chút thôi. Đấy, thì nó đến ngưỡng nó rồi. Chất rất là hay luôn. Vì lần nào đến trước về được 40-50 quả cũng hết sạch, hàng hôm nay về được thêm mẫu này riêng cái mã. Mã này em về được, bao nhiêu nhỉ? Được hơn 20 quả, 25 quả tất cả. Còn hôm qua 5 quả kia bán hết sạch rồi. Và bát 40 thì em về được có 4 hay 5 quả thôi. Không nhiều, 40 ít hơn. Dũng lấy cái thước cho anh với, Dũng ơi. Thước này em đo ấy. Những bác nào mở khờ thích con nhỏ gọn thì bác phải lấy quả 40 thôi nhá. Kể 40 em đo cho anh em này, vì hôm trước có một mình em không đo được. Lặng lắm. Để đo anh cái này đi em. Thùng của bát 40 nhá. 52. Sâu nó 52, cao. Con này như hình vuông nhỉ. Ngang 48. 48 bề ngang này. Anh em nhé, 48 này. Sâu. Phải sâu ghê đấy. Sâu là nhiêu? 60 à? 60 là 9. Sâu 60 bao nhá. 60. À cao 60 xin lỗi. Cao 60, sâu là bao nhiêu? 52. 52. Ngang 48. Thiết kế rất gọn luôn. Dụng từ, đo anh cái từ này. Coi từ 220, 230. Nhưng thôi cứ tính 220 thôi, nhẹ nhàng. 230 với 220 nó khác gì nhau đâu. Đấy. Đấy, găng tay em nó không hết các bác ơi. Không hết luôn, nó phải từ 220 đấy ạ. 2, 4, 6, 8 gông, quay anh cái phần bát này. Dây của nó dây sáng thiết nhá. Bỏ vào kẹp ra. Rồi, đây, bác nhìn cái con nhá. Con vào dòng DK này bác nhìn đấy. Đấy là cái phiên keo đổ nhá. Phần ép này, ép nó dùng ép keo đen nhá. Ép keo đen tràn. Phần của cô nó có một lớp côn nó quét một cái lớp gì đó xanh xanh các bạn. Đấy. Với dòng bát 40. Chuyện dập theo rìa. Rất đẹp luôn thôi nhá. Ok. Phần màng ấy. Màng của nó cũng sử dụng màng ngấn nhá. Sử dụng màng ngấn. Côn rất lớn, màng ngấn cái nội tẩm dầu hai lớp, màng ngấn rất to, nên là có thể sử dụng ngấn to nhé. Rồi bỏ nhất là bát ra cho anh rồi. Bông tiêu âm chỉ trong rất là đẹp vì lưới nó đanh phía sau, bông tiêu âm nó dày như một cái chăn nhưng mà quấn kín hết xung quanh luôn nhá.
dây trắng bạc hết luôn nhá. Dây trắng bạc, đôi dây rất là lớn. Dây này dây của DK luôn nữa nhá. Đây. Dũng giữ cho anh với. Nghe DK họ sản xuất đồng bộ luôn, là cái dây của DK kinh luôn, DK Auto có nhìn thấy không? UK luôn này. Dây của anh luôn nhá. Nghe dây này dây của anh Quốc luôn có nhá. Trên dây luôn. Zoom lên cho anh em nhìn. Rất đẹp luôn, dây nó rất mềm. Nó to nhưng mềm vì ở trong nó bằng đồng 100%, rất mềm. Nó to nhưng còn nó không cứng nhá, nó mềm. Mềm nó pha nghĩa thì là đồng nó nguyên chất 100% mềm. Model là HT150. Đấy, công suất là 500W. Tầm cực đại chung là 1000W, cực đại lên cực đại được 84 ohm là 2000. Công suất rất lớn luôn. Và bây giờ các bác cùng ngắm nhìn sang quả xúc bắt 50. Em sẽ đo lại thiết kích thước cho anh em biết. Đây thì lúc đo cho anh với. Quả xúc bắt 50 này. Để cao bao nhiêu này? Cao đi. À, bề sâu, đây bề sâu ạ. Em đây đang đỉnh ngửa đây. Sâu đến 75. 75. Rồi. Cao. Cao là 66 các nhá. 66 này. Rồi ngang. 55. Ngang bao nhiêu? 55. Ngang 55 các bác nhá. Ngang 55. 7375 à? 75 66 55. Đấy. Nó sở hữu cho mình một quả bát rất ngầu. Vì dòng này thì em quay quá nhiều rồi. Quả bát sử dụng của bát là đít chóp bác nhá. Đít chóp này. Cái dòng sử dụng là cái đít từ lồi đấy. Giữ cho anh nghiêng này. Chúng mình để này. Đít từ lồi ấy thì nó sẽ cho cái tiếng bát ấy nó rất là sâu vì cái bích này rất là dày. Thì bác đo lên em. Đây găng tay em đây. Đo này chắc khoảng mười mấy phân. Từ rất dày. Từ rất dày luôn nhá. Mã CD từ này. Mã CD từ à, mã tem từ này. Mã gông này. DKKH12180V kép này. Rồi tem này, tem gông này. Vì tất cả những dòng như 180W kép cái phiên bản này ấy, thì tất cả nó giống nhau từ xưa đến nay rồi. Và sử dụng dâu vào bác nhìn dâu rất là lớn bác nhá. Giữ cho anh này. Tối thì zoom lên cho anh em nhìn. Rất chắc luôn. Gông nó sử dụng thiết kế gông như sử dụng như cổ đồng giờ xếp. Đấy. Cái lẫy cũng vậy. Lẫy rất là khỏe luôn. Đấy, rất là chắc luôn, sử dụng 2, 4, 6, 8 gông các nhá. Lật ngược lên cho anh, cái sụp màng này, màng UKM này. Màng UKM, nó bắt 50 sụp màng UKM. Cái màng UKM này, ấy, màng rất là dày. Cái màng này UKM này, cái màng sản xuất tại Anh Quốc luôn. Làm lật lại ngược lại cho anh. Thế khi bác nhìn vào cái phần bát nó rất là, cái lòng của nó chảo rất là sâu nhá. Chảo rất sâu, viền vát ạ. Sụp viền vát nhá. Đấy. Và gân nó nhá, là sử dụng phải gân bình thường. Cái gân của nó là sử dụng cái gân như kiểu sợi carbon nhá, gân vải như sợi carbon. Lên bác khi nhìn vào đây có cái độ chéo này, độ chéo. Cái chéo gân nó rất là dày, cái gân nó rất là dày, nó khác với những dòng xúc thông thường khác là cái gân của gân vải thôi, nó tạo độ mềm hay là nó nhìn nó không khỏe khoắn bằng đây là sử dụng gân nó sử dụng như sợi carbon nhá. Màng kết là ngấn luôn nhá. Keo cắt nó sử dụng keo đẹp xuất sắc luôn. Nhớ cả cho anh vào xem nào. Từ 220 co 100. Thùng gỗ ván ép chống nước vứt ngoài trời quăng quật thoải mái luôn các bác nhá. Thùng gỗ ván ép này. Cái bên trong cắt ô van. Hình quả chám đẹp nhỉ. Hình quả trứng luôn. Thêm 4 hình tròn ở bên xung quanh. Đấy. Và bông tiêu âm phía bên sau. Đấy. Đẹp phía mặt sau các nhá, đánh chưa phụt phía sau. Đấy. 40 và bát 50 thì nó thiết kế như nhau. Thứ của bát 40 thì nhỏ hơi gọn hơn thôi. Tổng quan em mình review chi tiết với dòng súp này, cũng đo kích thước để anh em có nhu cầu mua chơi và sưu tầm cho mình những quả súp chất giá thành hợp lý. Thì nhớ thì một quả súp bát 40 hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá 5 triệu đồng trên một quả. Quả súp bát 50 thì bên Hiếu Minh em đang chào bán mức giá là 5.800.000 đồng trên một quả nhá. Đấy, anh em có nhu cầu thì những cái liên hệ giá cực tốt, bao giá tốt nhất thị trường luôn. Thời điểm hiện tại nhá, như biết hàng bãi thì nó về theo đợt, có đợt nó về nó tăng lên một chút, có đợt nó về nó giảm đi, nhưng so với thời điểm hiện tại bên em đang chào bán báo giá đây thì cái mức giá tốt nhất rồi. Đấy anh em có nhu cầu thì những cái bị Euro. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả bác nhé.